Các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và là Phát Bảo Vệ Anh đây. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review các con Red. Ok, thì lâu quá rồi cũng không nhớ được phim này. Nhưng mà hồi xưa mình cũng có ít thôi. Nhưng mà giờ thấy cái đó này cũng thú vị nên đem ra review cho các bạn chơi. Ok, thì để không để cho các bạn chần chừ nữa, chuẩn bị bắt đầu video trong 3, 2, 1. Bắt đầu đây. Thì để lấy được các bạn chỉ cần bấm vào thanh tìm kiếm này, các bạn sẽ kéo xuống cuối cùng đó. Thì các bạn chỉ cần lấy hai thứ thôi, một là cái kính hay là cái ống tim đó. Riêng mời cho cái điều phan là nó lắc đây, nó bị dễ lắc đơ rồi. Dũng lắc thì đó ra một kính dựng, em mất kính hạ thật sự các bạn. Ok, tìm thúc chưa nè, chế độ phát đó các bạn đúng, chế độ tâm sẽ được khác đây. Thì cái này thì mình không biết cái gì, không biết cái tác dụng của nó, nhưng mà ở đây mình sẽ cho các bạn xem sơ qua. Thì đây là hai cái cánh tay, hai cái găng tay của cái thằng Red. Nó đây là đánh súng, cái này là cây kiếm. Nó còn chiếc này biến thành một cái lưỡi cưa nữa. Đó. Đây thì là cái giày của thằng bé. Đây rồi, cái này là dành cho các bạn lùn người đeo vào không lo bị chơi lùn đấy. Đeo vào không lo, đảm bảo 100% không lo bị cưa lùng. Đây là cái xe của thằng Red. Đây là cái cánh phân lực của nó. Rồi bây giờ mình bắt đầu review từng món đồ một đây. Ok các bạn, đợi mình tí để chuẩn bị mình tránh góc nhìn nữa. Thì ta thử với lại cái hai cái găng tay trước. Simon Avenger. Đó. Ta thử nè, 1 đấm, 2 đấm, 3 đấm, 4 đấm, 5 đấm, 6 đấm, 7 đấm. Ôi. Mạnh thiệt sự các bạn. Đám 7 đám con Avenger chết rồi. Để mình giữ hồ đánh lại. Đó, các bạn tính xịn nha. Sao không bò đi. Còn khẩu súng này khi mà bắn sẽ ra một pháo. Nó sẽ mấy nhà súng bắn đá. Sẽ bắn ra đá đá đó, khả năng nổ. Đây mình sẽ cho các bạn xem thử cái đam của cục đá này. Đó, mất cực kỳ nhiều máu. Cái đam không mạnh đó, còn đúng 4 tiền. Test thử trước ra ban sơ thử.
là nó sẽ tự động mua cái máy cắt các bạn. Cứ giữ qua giữ lại thôi, là kiếm này các bạn dùng hầu như lấy một cái càng hư cái một cái càng chủ cái máy cắt, dùng cái máy cắt sau đó các bạn chuyển về lại cái kiếm là nó đảm bảo trong nó không bị hư. Cao. Đó, mình đã vô một đảm bảo không ai cao bằng mình. Rồi lại một cái kiếm nữa vậy. Cái cắt kiếm các bạn. Rồi đứng chạy đây. Chỉ cần muốn dây cao các bạn chỉ cần nhấn giữ lên vào màn hình. Đó, các bạn muốn nhảy để nó tự nhảy thang. Cảm giác mình nhìn skin của mình mà mang cái kích này là mắc cười quá. Đây, tiếp theo là cái xe của thằng Red. Ôi, con gì đó? Sao con gì xanh xanh bên kia? Để mình qua kia mình đánh thử. Phô báo với nó luôn. Cảm giác như cái xe này đẹp thật. Mỗi tội là không chạy được nước thôi. Bấm chạy bằng hình đi, các bạn có thể bay nha. Đó. Đấy, bay được đấy. Đó. Khi cạnh thả nó chạy ra là các bạn sẽ rơi từ từ xuống lên. Đấy, xin sập bò lên. Video của mình thì đến đây nó cũng đã ra rồi. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì các bạn bấm like, subscribe và chia sẻ video của mình cho các bạn của bạn biết. Và những bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì hãy đăng ký liền nha. Thấy kênh mình gần đây xuống chùa hơi cũng nhiều. Chắc là cái video ít fan của mình đó nó làm cho kênh mình là tăng lượng xem chùa cực kỳ nhiều luôn. Thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Bye.